Chương trình Ai Thông Minh Hơn Hippo thật là bổ ích phải không nào? Vừa được thử tài đấu trí qua những đồ dùng học tập, vừa có cơ hội sở hữu những món quà thật là dễ thương. Cùng thử tài của mình qua câu hỏi ngày hôm nay nha. Thân em thì trắng phau phau, áo em có đủ các màu đỏ xanh, bao nhiêu kiến thức ghiên nhanh, cô thầy gút tích để dành trong em. Các bạn hãy đoán xem đây là cái gì nha. Các bạn hãy trả lời đáp án bằng một trong các cách sau: gọi tới tổng đài 1900 636 700, 2. Đăng nhập youtube.com/mykingdom, 3. Truy cập fanpage facebook.com/liverhippo. Mỗi ngày 500 bạn trả lời câu hỏi đúng và nhanh nhất sẽ được một điểm thưởng. Cuối chương trình, 500 bạn có điểm tích lũy cao nhất sẽ được sở hữu 500 chiếc ba lô liverhippo cực kỳ dễ thương. Hàng ngày 15 bạn may mắn được lựa chọn ngẫu nhiên sẽ được tặng ngay những chiếc đồng hồ rất xinh xắn.